Mang tinh thần võ sĩ đạo, hai chế tác mới nhất của Helios, Fushi và Kanagawa phiên bản remake đem tới góc nhìn mới về cuộc sống người đàn ông trưởng thành, kiên cường và làm chủ số phận qua biểu tượng núi Phú Sĩ và bức tranh sóng lừng. Bộ đôi này cô đọng linh hồn của cả một dân tộc. Sản phẩm chính thức mở bán từ 27 tháng 9. Nhanh tay đặt mua để không bỏ lỡ chế tác của những chiến binh võ sĩ đạo này. Đây là bộ phim kể về nguồn gốc của linh vật Phan MU và cách thằng Trả cứu thế giới như thế nào. Không phải á, chịu rồi. Quỷ đỏ bên nào trông chả giống nhau, tôi không phân biệt được. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1944 tại một hòn đảo nhỏ và hẻo lánh ở Scotland. Trong một ngày mưa phùn gió bấc, một toán quân đồng minh lội mưa lội gió đến tận đây. Nhưng họ tìm cả ngày nay vẫn chỉ thấy mỗi đất đá và cừu. Người dẫn đường cho họ, tiến sĩ Trevor Bruttonholm, hay còn gọi là Broom, bảo là cứ từ từ đấy, họ tìm được ngay bây giờ đây. Đúng như lời ông nói, dưới đống đổ nát của một tàn tích cũ, một đoàn quân phát xít đang set up một cỗ máy kỳ lạ cho tên đầu trọc nói tiếng Anh bằng giọng Nga đặc sệt xử lý. Tên này là Grigory, nhưng mà từ từ đọc họ ra là các bạn biết ngay là ai này. Grigory Rasputin. Đúng rồi, là cái ông Rasputin ấy. Ngoài Rasputin ra thì còn có hai người chúng ta cần nhớ ở đây là thím trợ lý Ilsa và thằng vệ sĩ Cronin, còn lại thì không cần đâu. Trở lại chuyện chính thì cái găng tay trợ lực và cái món đồ quay quay trông như cái Pokestop này thực ra là một cánh cổng không gian dẫn ra ngoài vũ trụ để Rasputin có thể triệu hồi một ác thần cổ xưa tên là Ogru Jahat đang bị phong ấn trong khối tinh thể, với lời hứa là cổ thần này sẽ giúp cho lũ phát xít đánh bại quân đồng minh. Điện cắm cắm, găng tay giật giật, lũ phát xít đã mở cánh cổng thành công, khiến quân đồng minh buộc phải hành động. Họ lao vào tấn công tên phát xít và cả cái ông không quen chiến đấu như Broom cũng sẵn sàng vào tương trợ. Cuộc chiến tuy quy mô không lớn nhưng lại vô cùng khốc liệt. Tên vệ sĩ của Rasputin, Cronin, dù chỉ chơi dao trong phòng toàn súng nhưng solo một ăn 10 anh lính đồng minh còn được. Nhưng mà bên đấy có một thằng tướng thì cũng không kéo lại bọn creep tạ này được. Sau khi giằng co vô cùng mệt mỏi, bên này đẩy bên kia trụ, tiến sĩ Broom dù bị quật đo đất nhưng cũng vừa kịp ném một quả lựu vào ngay cỗ máy tạo cổng không gian, khiến cánh cổng đóng lại trước khi Ogru Jahat có thể lọ mọ đến trái đất. Và vì cánh cổng triệu hồi đã bị hủy nên cái thằng đọc thần chú là Rasputin cũng bị hút sang theo một cách vô cùng đau đớn. Vì chủ tướng đã chim cút nên lũ lính phe phát xít cũng phải quay đầu mà bỏ chạy. Quân đồng minh đã chiến thắng, dập tan âm mưu rất có thể sẽ dẫn đến hồi kết của thế giới mà lũ dở hơi kia nghe lời Rasputin mà thực hiện. Nhưng như thế này thì chưa phải là hết, vì cánh cổng đã được mở ra quá lâu nên tuy cổ thần khổng lồ chưa thể chui qua nhưng mà khả năng cao là có gì đó đã chui qua được. Họ lại đỏ mắt đi tìm trong cơn mưa và một anh lính mới tìm ra một con gì đấy đỏ đỏ trốn trên một gờ tường trong đống phế tích như những người Mỹ đích thực. Phản xạ đầu tiên của quân đồng minh là vác súng ra định bắn bỏ mẹ sinh vật lạ, nhưng ông Broom thì khác. Tiến sĩ xuyệt cho mọi người cất súng rồi dụ sinh vật kia bằng mấy thanh bánh xốp bọc sô cô la và thế là nó theo thật, nó là con trai. Không, Broom ạ, tôi thấy cái đứa mà ông đang ôm trong chăn còn không phải là người, trai gái cái gì. Cơ mà vì tôi là người xem nên tôi không khuyên được ai cả. Broom và lực lượng quân đồng minh quyết định nhận nuôi sinh vật không xác định kia và đặt tên cho nó là Hellboy. Mà thật, chuyện cứ thế mà trôi qua. Và vì đấy là thế giới hư cấu nên Hellboy chưa bị mổ ra để thí nghiệm, vẫn sống khỏe đến 60 năm sau. Cơ mà chuyện không phải chỉ đến đây là hết, vì video recap mà ngắn như này thì không thể nào mà đăng được. Đại loại là 60 năm sau, thím Ilsa, đệ của Rasputin, cùng với thằng vệ sĩ Cronin chạy đến một vùng núi hẻo lánh lạnh xôn vòi và xin đúng tí huyết của thằng dẫn đường để hồi sinh Rasputin trở lại, đỡ phải trả tiền dịch vụ, một công đôi việc luôn. Có vẻ như đám này vẫn không thôi nuôi mộng triệu hồi cổ thần đến trái đất và chúng nó đang tính toán một cái gì đấy. Cùng lúc này, tại Hoa Kỳ, mà cụ thể là ở bang New Jersey, giáo sư Broom giờ đã già lắm rồi. Hôm nay đi khám định kỳ thì còn biết được, khối u ác tính của ông đã di căn khắp cơ thể, ông cần phải tìm người kế nghiệp sớm thôi. Thế là một anh đặc vụ CIA tên là John Meyer vừa được chuyển công tác từ trụ sở Quantico đến đại bản doanh của Cục Nghiên cứu và Phòng thủ siêu linh Hoa Kỳ. Vừa vào cửa, đặc vụ Meyer đã được đi thang máy xuống tầng hầm bí mật và đập vào mắt anh là con của bà nữ chính trong The Shape of Water, tên là Abraham Sapin, hay còn gọi là Abe, nhưng lại không biết chơi LOL, đang đọc 4 quyển sách cùng một lúc, cơ mà phải nhờ người ở ngoài bể lật trang hộ. Chịu, chắc cho ngầu. Chứ như này thà tôi bảo người ta ép chống nước cho mấy quyển sách, hoặc ra khỏi bể ngồi đọc xong tí bơi vào cho xong. Mệt mình phiền người thật ấy. Giáo sư Broom, người có tiếng nói nhất cục, đến tận nơi gặp John để phổ biến tình hình công việc. Tất nhiên là ông người cá này sẽ có người khác lo. Việc của John khi đến đây đang nằm ở trong một căn phòng 3 lớp cửa và sử dụng chìa khóa chuyên biệt mới mở được kia. Hellboy giờ đã lớn, ăn nhiều hơn, to và đỏ hơn bao giờ hết, nuôi một đống mèo để làm bạn. Cánh tay đá thì giờ trông như cái chảy dã gạo, dã vào mồm bất kỳ thằng nào dám nhờn với anh. Giáo sư Broom bảo John sẽ phải làm bạn và làm người chăm sóc cho Hellboy, vì ông Broom nay đã già và yếu. Cơ mà John chưa kịp làm quen với Hellboy thì chuông báo động đã vang lên. Một vụ án siêu linh dị thường vừa diễn ra, buộc anh em trong cục phải vác Hellboy và ép đi xử lý. Ông Hellboy thì đi đến ung dung như bình thường rồi. Cơ mà con ép thì có quả máy thở rất xịn đeo vào mang cá kia.
What, sau lúc đọc sách ông không dùng cái này đi cho đỡ bất tiện? Cơ mà thôi, quay trở lại chuyện chính. Thì theo nhiều nguồn tin, đã có ít nhất 5 bảo vệ của bảo tàng đã chết. Lũ trộm không đến ăn cắp gì, mà chỉ đục một cái tượng trong bảo tàng. Abraham thò tay và chạm lên cánh cửa gỗ. Và giờ chúng ta mới biết dị năng của ông tướng chạy lạch bạch trên mặt đất này là gì. Chỉ cần chạm tay vào đồ vật là Abraham có thể cảm nhận được những thông tin mà không phải ai cũng biết. Cơ mà thông tin của ngày hôm nay là bên kia cánh cửa này có một con quái vật và nó đang rất là đói. Hellboy lập tức chạy vào solo, tất nhiên là vừa bắn vừa đấm, nhưng mà chưa kịp đấm thì một bắn là con quỷ đã nằm. Tất nhiên là ông Abe chưa hết nhiệm vụ, mà ở ngoài lật sách tìm xem con quái vật trong bảo tàng là con gì. Sau một hồi cha tới cha lui, Abe bảo con quái vật vừa được thả ra tên là Samael, chó săn địa ngục, đặc biệt là có khả năng phục sinh siêu cấp vũ trụ, kiểu vừa quay đi quay lại con kia đã hồi phục. Xong quật cho Hellboy như man xanh dã man đỏ. Hellboy bị nó ném ra ngoài cửa sổ, rồi bị nó đá lưỡi cuốn chặt một cánh tay. May mà có đặc vụ John Meyer ra bắn yểm trợ nên nó mới thả anh ra. Cả hai ông tướng nép sau thùng rác. John nạp lại đạn cho Hellboy để anh quỷ đỏ bắn cho Samael một phát ngay giữa ngực. Máu chảy xanh như màu dỉ mũi. Cả hai tiếp tục truy đuổi con quái. Dù trên tay Hellboy vẫn còn một tí lưỡi của nó đang đâm vào rút mãi không ra, Samuel lao ra phố. Ngay sau đó Hellboy đuổi theo, khiến John vừa chạy theo vừa cố thuyết phục mọi người rằng đây là hai ông cosplay đang biểu diễn. Anh đặc vụ lật đật đang đi thì bị xe tông, nằm lăn ra đất. Tí nữa thì bị cái xe đi sau cán qua, may có Hellboy đến cứu. Cả hai lần theo vết máu xanh xanh thì thấy Samuel đã mò vào được đường tàu điện ngầm, rồi nhảy luôn vào con tàu đang chạy đến, sử dụng móng vuốt để cào thủng tàu mà chạy vào luôn. Hellboy cũng học theo, nhưng mà học không tới nên bị lê một đoạn đi khá xa. Chưa kể bò lên còn bị nhân viên lái tàu cầm bình cứu hỏa giã cho vì cứ tưởng là quái vật. Thế là Hellboy nằm vật ra đường ray, nhưng may là chưa bị con tàu điện cào cho hỏng mặt. Chỉ có hai cái gốc sừng là bị ma sát nung đỏ. Ý tôi là đỏ hơn bình thường luôn ấy. Anh lồm cồm bò dậy thì con Samael đã chờ ngay trên đầu, chuẩn bị lao vào khô máu. Nhưng tất nhiên là Hellboy vẫn có cách để khắc chế. Anh nắm một tay xuống đường ray tàu điện, rồi tay còn lại cầm vào con quái vật, khiến điện dẫn từ người Hellboy sang con quái vật, làm nó cháy đen thui như muỗi bị vượt điện cua chúng. Hellboy rời đi, nhưng không quên bảo đặc vụ John Mayer là dặn giáo sư Broom không chờ cơm tối, vì Hellboy phải tạt ngang chỗ này một tí rồi mới về. Vừa nói xong thì cúp máy luôn, mặc kệ John gào khan cổ. Anh không biết rằng ngay khi mình vừa quay đầu đi, từ cái xác trái đen của Samael bỗng nổi lên một ngọn lửa ma chơi lập lòe, tách làm hai rồi bay đi mất. Chúng bay về chỗ Rasputin, người đang được phụ tá Ilsa cạo đầu cho, trong một khu vực bỏ hoang của đường tàu điện, mà hai cái là ông tướng này chơi trội, hồi sinh không có mắt, mà phải dùng hai con mắt sứ gắn vào thì mới nhìn được. Đúng lúc này thì hai ngọn lửa ma chơi bay về tới nơi, và ngay khi Rasputin nắm lấy nó, và bùm cái, thế là hai con Samael mới bỗng lù lù xuất hiện, trở lại với Hellboy. Tưởng anh đi chơi đâu, hóa ra đi thăm bạn, bạn gái. Bạn gái cũ, Elizabeth Sherman, đang điều trị ở bệnh viện tâm thần. Thôi để cho hai người này riêng tư tí. Chúng ta về lại bảo tàng, nơi mà Abe và tiến sĩ Broom đang vừa phải đón đặc vụ Manning đến thị sát tình hình. Cơ mà vấn đề là cái ông này làm thì ít, kêu thì nhiều. Nói chung là cục tạ của cả cục, nhưng mà lại là cây hài của phim. Ông đầu chọc này còn chưa than vãn xong thì ông già Broom và Abe đã cùng dùng con dao mà thủ phạm để lại hiện trường để nhìn ngược về quá khứ. Tại đây họ biết rằng Rasputin và hai đứa đàn em đã trở lại, đến đây luộc sạch bảo vệ bảo tàng, rồi cắt một bức tượng thánh ra, lấy lọ muối bên trong và sử dụng sức mạnh ma thuật của gã để hồi sinh con quái vật bị phong ấn ở trong lọ muối. Con này tất nhiên là Samael, và ngoài khả năng phục sinh ra, Rasputin ban cho nó khả năng nhân giống. Và giờ thì cứ giết một con là sẽ có hai con nở ra từ trứng, rồi bùm cái trưởng thành luôn. Nên nếu không chôn chúng nó trước khi kịp đẻ trứng thì càng giết sẽ lại có càng nhiều cái con này xuất hiện hơn. Tin Rasputin còn sống quả là một tin gây sốc với giáo sư Broom, khiến ông loạng choạng. Abe đỡ ông và vô tình sử dụng khả năng ngoại cảm của mình, biết được giáo sư Broom chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ông Broom bảo là không muốn Hellboy biết, trở lại với Hellboy. Anh đang ngồi tâm sự với Elizabeth, cố thuyết phục cô trở về cục, nhưng có vẻ là Elizabeth muốn ở lại đây để ổn định thần thái cái đã. Theo như cô nói thì việc điều trị diễn ra khá là tích cực. Tích cực nhất là cô đã có thể kiểm soát khả năng tự bùng cháy, chứ không vô tình bộc phát sức mạnh và gây hại cho người khác nữa. Người của cục đến đón Hellboy, và thế là Elizabeth lấy cớ từ biệt anh, bảo là nếu quan tâm đến cô thì đừng đến nữa, để Elizabeth có thể an tâm trị bệnh. Cô gái vừa rời đi thì John Mayer xung phong vào đón Hellboy. Nhưng mà đúng lúc đó thì anh quỷ đỏ đã ngã quỵ vì mất quá nhiều máu. Mọi người về sơ cứu vết thương cho Hellboy thì Abe phát hiện ra cái mảnh lưỡi của con quái vật khi đâm vào anh đã tiện thể đẻ vào vết thương của quỷ đỏ ba quả trứng. Thứ trứng này chắc là phương pháp để chúng nhân bản lên. Và như Abe nói thì chúng rất nhạy cảm với nhiệt độ và ánh sáng, nên là rất có thể trong cái khoảng mà Hellboy để mất dấu nó trong tàu điện, con ác ôn này đã thừa cơ đẻ thêm trứng vào đâu đó. Mọi người nghỉ ngơi, mai sẽ tiếp tục xuống đó để truy quét đám trứng. Đặc vụ John về phòng tìm kiếm thông tin về Elizabeth, không biết rằng ngay đêm đó Rasputin đã lẻn được vào bệnh viện của cô gái, thao túng tâm lý khiến cô mơ lại ký ức ngày bé, rồi mất kiểm soát và đốt cháy cả bệnh viện trong khi ngủ. Đặc vụ John thì đi làm mới được có mấy hôm,
Lại gặp đúng ông đồng nghiệp thái độ như Hellboy nên buồn lắm. Nhưng giáo sư Broom bảo cứ yên tâm làm tốt nhiệm vụ của cậu đi là được. Đại loại thì sau khi đọc tài liệu cả đêm qua, John có ý tưởng là giờ anh sẽ cố sử dụng hiểu biết của mình để thuyết phục Liz về lại cục. Nói là làm, anh đi đến chỗ người ta đang giam giữ Liz và sử dụng vẻ đẹp trai cũng như những hiểu biết từ tài liệu của anh để thấu cảm cô gái, thuyết phục cô trở về. Thế quái nào lại được. Sau lúc John đang việc nhẹ lương cao thì Hellboy, Ape và các đặc vụ khác phải lọ mọ xuống đường tàu điện ngầm. Họ bị một bức tường chặn lại. Nhưng mà với cánh tay đá của Hellboy thì bức tường này tí nữa thì chỉ là đống gạch vụn. Được một lúc thì họ tìm ra con quái vật đã đẻ trứng xuống bể nước tù nằm dưới này. Và ai là người duy nhất thở được dưới nước nào? Ape chứ còn ai. Và thế là Ape phải chạy xuống. Trong khi anh em ở trên truy quét, ông tướng này ban đầu thì sợ. Thế là Hellboy mới cho một cái hộp chứa thánh tích của một vị thánh. Theo lời Hellboy thì trông có vẻ như ngón út của thánh, để Ape đeo vào làm đồ bảo hộ. Dưới cái bể nước vừa tối vừa bẩn, nhưng may sao là đống trứng của Samael thì phát ra thứ ánh sáng vàng vàng, tìm cũng dễ. Mỗi tội là đẻ vào cái chỗ trời đánh quá, khiến cho Ape phải thò tay vào móc. Đen đủi sao làm rơi mất mảnh xương thánh tích của Hellboy cho, khiến anh ba vừa quay lại thì bị một con Samael trưởng thành quay ra cào ngang ngực, phải trốn vào một cái khe hẹp. Trong lúc ấy, tên vệ sĩ Cronin rời khỏi hang ổ, chạy ra khiêu khích các đặc vụ phía trên, khiến Hellboy và đặc vụ Clay phải truy đuổi hắn. Để hai ông nhân vật phụ ở lại, con quái vật không bắt được Ape nên trồi lên khỏi mặt nước để săn người. Và đúng, hai ông đặc vụ xấu số ở lại bị chúng nó làm gỏi. Hellboy bị một con Samael kéo xuống ga tàu điện bên dưới, đánh nhau tung tóe, phá be bét một phần nhà ga. Nhưng sau đó bằng thủ pháp nghiệp vụ, Hellboy đã dồn cho con quái bị một chiếc tàu điện đâm trực diện nát bét. Như thế đồng nghĩa với việc hai con mới sẽ được sinh ra. Đúng lúc Ape vừa thoát được khỏi bể nước, đặc vụ Clay bị tách khỏi Hellboy, bị thằng vệ sĩ kia giết chết. Vừa hạ gục được Clay xong, hắn lập tức xoay xoay cái mà tôi nghĩ là bộ phận dây cót ở ngực, rồi nằm ra đất giả vờ chết. Hellboy đến thì đã muộn, Clay giờ chỉ còn thoi thóp, không biết có qua khỏi đêm nay hay không. Về đến cục, Ape phải về lại bể cá để dưỡng thương. Còn Hellboy thì bị ông đặc vụ Manning đầu chọc thuyết giáo, chê trách anh quá hấp tấp và liều mạng, khiến hai đặc vụ hy sinh. Nhưng mà ông này cứ dí kiểu khinh người, khiến Hellboy nổi đoá. Đúng lúc John đón Liz về đến nơi, Hellboy vui lắm. Nhưng mà quay đi quay lại thì cái sự thân thiết giữa Liz và John làm Hellboy ghen. Nhất là sau khi biết Liz sẽ ra ngoài cà phê với đặc vụ John, trong khi Hellboy đang chật vật để bày tỏ nỗi lòng với cô, khiến Hellboy cay đỏ cả mặt. Trong khi đám trẻ tuổi đang đau đầu vì chuyện tình cảm, thì giáo sư Broom tranh thủ khám nghiệm thằng vệ sĩ của Rasputin. Đoạn này trông khá là ghê nên là thôi không đưa lên video. Đại loại thằng này là một con rối người chạy bằng dây cót. Về phía Hellboy thì anh đã đục tường trốn khỏi cục để đi theo dõi đặc vụ John và Liz. Ở nhà thì giáo sư Broom đã tìm thấy trong túi của Cronin một mẩu giấy ghi địa chỉ nằm tại ngoại ô Moscow. Đúng lúc này thì tên Cronin lồm cồm bò dậy, lên đồ trở lại. Và có vẻ là bị đục từ trong ra như này thì cục cũng khó mà đỡ được. Trở lại với Hellboy, anh đang cay nổ đau đó mắt thì thấy John và Liz vô cùng thân thiết, cay đến mức ném đá tí thì vỡ đầu John. Cơ mà đoạn này drama rồi, chúng ta hãy về nhà xem. Thì giáo sư Broom đang làm việc trong thư viện thì Cronin xuất hiện. Rất nhanh ông đã nhận ra tên này chỉ là con rối, và bất cứ con rối nào muốn hoạt động được phải có kẻ giật dây. Đối tượng tình nghi đầu tiên là Hưng Cao, nhưng Hưng Cao chỉ hoạt động ở Việt Nam nên đây chắc chắn là do hắn, Rasputin, kẻ đang ngồi lù lù sau lưng ông. Hóa ra tất cả những chuyện xảy đến gần đây đều là do hắn. Việc Liz đột ngột trở lại chính là cách Rasputin làm Hellboy sao nhãng. Và rồi thì hắn sẽ cho tay sai giết Broom tại đây, để mấy mảnh giấy ông vừa tìm thấy kia sẽ là đầu mối dụ Hellboy đến Moscow, đúng như những gì Rasputin muốn. Nể ông giáo sư, Rasputin cho ông thấy viễn cảnh tương lai mà hắn mong đợi, nơi mà Hellboy phục hồi toàn bộ sức mạnh và mở đường cho cổ thần hủy diệt nhân loại. Rasputin khoe rằng mỗi lần hắn trở lại thì các cổ thần đều ban lại cho hắn một tí sức mạnh, và hắn sẽ biết chân danh của Hellboy. Ông Broom thì vẫn giữ vững niềm tin là tình yêu thương mà ông dành cho Hellboy sẽ cảm hóa anh thoát được khỏi bản chất quỷ dữ. Dù chân danh của anh có là gì, ông vẫn gọi Hellboy là con trai. Lão Rasputin trông thế chứ chơi cũng đẹp phết, cho ông cụ một cái chết nhanh gọn, nói chung là cũng đẹp. Nhất là khi giáo sư Broom mấy nay lúc nào cũng bị tuổi già và bệnh tật dày vò, nên như này lại là giúp ông quá. Hellboy lúc này thì đang ở trên mái nhà, tâm sự với một thằng bé 9 tuổi về chuyện tình cảm phức tạp của mình. Thì người của cục mang một đoàn xe đến đón Liz và John về, khiến Hellboy chột dạ. Anh cũng trở về cùng lúc với họ, nhưng tất nhiên là sự đã rồi, ông cụ Broom giờ chỉ còn là ký ức. Tang lễ được cử hành ngay sau đó, và từ lúc cụ Broom chết, Hellboy cứ như người mất hồn, khiến tất cả bạn bè đều lo lắng. Sau khi chuyện hậu sự của ông cụ đã xong xuôi, tất cả mọi người đổ dồn vào việc tiếp tục săn đuổi Rasputin. Và tất nhiên là đúng như những gì hắn dự liệu, họ tìm được mảnh giấy mà chính hắn để lại, dẫn đến ngoại ô Moscow. Cả đoàn người rời đi vào được lãnh thổ Nga, địa điểm mà Rasputin dụ mọi người đến. Hóa ra lại là một nghĩa địa khổng lồ, tuyết rơi trắng xóa, người lạnh sun vòi. Lão Manning giờ làm chủ tướng, nhưng mà thấy khó một tí đã bàn lùi, đòi về khách sạn cho nó ấm. Vì ở nghĩa địa chả có ai, nên Hellboy đành dùng thủ thuật không được lịch sự cho lắm, đấy là gọi người địa phương lên hỏi. Người địa phương ý tôi là đào xứ một ngôi mộ lên.
rồi gọi cái xác khô trong mộ lên để hỏi đường. Cơ mà đúng như các mẹ ở Việt Nam vẫn hay bảo, đường nó ở mồm chứ đâu xa. Ông già xấu số bị Hellboy dựng dậy đã chỉ đường cho họ đến lăng mộ Rasputin. Chớ trêu thay lại là cái hầm mộ to nhất cái nghĩa địa. Bảo là cái hầm mộ, chứ dưới này là một cái mê cung khổng lồ. Điều đầu tiên cần làm là không tách nhau ra, nhưng lờ mao. Vừa nói xong thì cơ chế ngầm của các địa đạo đã tách đoàn người này thành mấy nhóm. Liz và John đi cùng nhau, còn Hellboy phải đi cùng đặc vụ Manning. Nhóm của Hellboy đi qua một cây cầu thì vô tình kích hoạt bẫy, là những cây búa khổng lồ đục nát cây cầu và đập nát bét bất kỳ ai mà nó quét qua, khiến Hellboy đành phải ném đặc vụ Manning sang đầu bên kia trước, rồi tự mình chạy theo sau. Nơi họ chạy vào lại là hang ổ của Cronin, tên vệ sĩ rối người ấy, đang ngồi nghe nhạc chờ sẵn. Hellboy tìm được thằng đã giết bố mình thì điên lắm, dần nát mặt nạ nó luôn. Nhưng không biết rằng tên rối người đã lùa Hellboy và Manning vào bẫy. Mở cửa sập cái là rơi xuống một cái hầm đầy gai. May là anh quỷ đỏ túm được vào một sợi dây nên chưa rơi xuống chết. Cronin lúc này mới cười hành hạch chạy ra tỉa sợi dây, nhưng bị đặc vụ Manning đánh lạc hướng bằng cách ném mấy cái bánh răng vào, tạo thời cơ để Hellboy buộc sợi dây thành thòng lọng, quấn cổ tên vệ sĩ rồi kéo hắn xuống hố bẫy để cho yên tâm. Hellboy ném một chiếc bánh răng khổng lồ xuống, cũng là để kẹp chết Cronin luôn. Xong việc thì Hellboy lại mang xì gà ra phì phèo, nhưng bật lửa giờ đã hết ga. Đặc vụ Manning bảo là xì gà dùng bật lửa nó mất ngon, nên dạy Hellboy là phải dùng diêm mà châm, nó mới đúng vị. Và có vẻ là từ khoảnh khắc này mà hai ông tướng rũ bỏ được bớt cái hiểm khích vốn có. Ở bên Liz và John, họ đã va vào đúng cái ổ của lũ Samael, nhưng chưa kịp lùi lại tránh đi thì cánh cửa phía sau đã đóng sập lại. Anh đặc vụ đi theo hai người chưa kịp kích lựu đạn cháy để tấn công chúng, đã bị lũ chó săn địa ngục la và xé xác. Liz gửi tín hiệu cầu cứu thì Hellboy ở phía trên đầu mấy người đấm nát sàn đá nhảy xuống, vô tình hạ cánh chết một con, khiến hai con mới được sinh ra. Thôi thì tự tay bóp rái rồi. Anh lao vào solo với lũ quái vật, nhưng bọn này quá đông và hung hãn, lao vào cào cấu cắn xé, khiến Hellboy chỉ còn có thể nằm xuống mà ăn đập. Thấy tình hình đã rất là tình hình rồi, Liz bảo John phải đánh cô ngay đi, để Liz còn có thể kích hoạt sức mạnh bằng một phát tát. John đã giúp Liz bùng cháy, anh phải trốn sau một tảng đá để Liz bừng lên, thiêu hủy cả lũ quái vật lẫn trứng của chúng nó. Hellboy tuy kháng lửa nhưng vẫn bị lũ quái vật đánh cho mê man. Còn John thì cũng vì nóng quá mà ngất lịm đi. John và Hellboy tỉnh dậy thì thấy cả hai đã bị Rasputin cùm lại, rồi mang đến một căn phòng bí mật. Mụ Ilsa đập vỡ đồng hồ hẹn giờ của chuỗi lựu đạn trong tay đặc vụ John, trong khi Rasputin giải thích cho Hellboy rằng anh có cố hết sức bình sinh cũng không phá được cái cùm, vì trên đó có khắc chân danh của Hellboy. Hắn cũng mang đến một phiến đá bí ẩn, thứ mà hắn nói sẽ mở cổng để Ogru Jahat có thể đến được trái đất. John khuyên Hellboy không làm thế thì bị mụ phụ tá kia cho một búa ngang mồm. Rasputin muốn tạo thêm động lực cho Hellboy nên hắn hút hồn Liz ra khỏi xác, rồi hứa với anh rằng chỉ cần Hellboy mở cổng thì linh hồn của cô ở bên kia cũng có thể về theo. Rasputin đến bên Hellboy, giật chuỗi mâm xôi của giáo sư Broom ra khỏi tay anh, rồi bắt anh tự đọc chân danh của mình, Anum Unrama. Ngay khi Hellboy vừa tự đọc lại cái tên đó thì chiếc cùm vỡ ra, còn cặp sừng của Hellboy mọc dài trở lại. Và ngay trên đầu của quỷ đỏ lơ lửng một chiếc vương miện rực cháy. Anh đã được khôi phục toàn bộ sức mạnh hoàng tử địa ngục, và giờ chỉ cần thò tay vào cục đá kia là có thể mở cổng triệu hồi Ogru Jahat đến trái đất. Một tia năng lượng bắn lên mặt trăng đang nguyệt thực đỏ như máu, nối thông trái đất đến với nơi mà Ogru Jahat đang bị giam cầm trong khối pha lê, phá vỡ chúng để lũ cổ thần có thể bơi ra ngoài, chuẩn bị xâm lược địa cầu. Đúng lúc quan trọng đó, John đã nghiến răng rút tay ra khỏi cái xích, nhặt chuỗi mâm xôi của ông cụ Broom, thứ bị Rasputin ném ra nền tuyết, rồi gào gọi Hellboy, nhắc Hellboy nhớ anh là người như thế nào, ý là nhắc rằng ông cụ Broom đã nuôi dạy Hellboy trở thành ai, rồi ném chuỗi mâm xôi cho quỷ đỏ. Thành giá trên chuỗi mâm xôi in hẳn một chữ thập trên bàn tay thịt của Hellboy, và có vẻ cái đó đã làm anh nhớ rằng Hellboy luôn có thể chọn làm người. Anh tự tay bẻ gãy hai chiếc sừng, và thế là cánh cửa mất đi nguồn năng lượng để giữ cho nó mở, khiến cho cổ thần không thể xâm lược được trái đất. Rasputin gào lên vì kế hoạch của hắn đã đổ bể, thì bị Hellboy đâm cái sừng gãy vào bụng cho lòi ruột. Hellboy đến bế Liz để cùng đặc vụ John rời đi, nhưng hóa ra chính việc giết Rasputin đã khiến con cổ thần non trong thân xác của hắn có cơ hội thoát ra. Hellboy đưa John và Liz ra ngoài trước, rồi định cầm đống lựu đạn của John vào solo với con quái vật xúc tu kia, nhưng vừa cầm được chuỗi lựu đạn thì đã bị con kia túm vào quật qua quật lại rồi bỏ vào mồm. May là Hellboy đã giật hết chốt của đống lựu đạn cháy ra ngay trước đó, khiến con quái vật nổ từ trong bụng nổ ra. Hellboy văng ra ngoài, và thế là chưa kịp hồi sức anh đã chạy đi tìm Liz và John, nhưng Liz không còn thở nữa. Hết cách, Hellboy đành đến bên cô thì thầm điều gì đấy. Và thần kỳ làm sao, một lúc sau thì Liz tỉnh lại. Cô hỏi Hellboy là anh đã nói gì. Lúc linh hồn cô lơ lửng trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng chứ không rõ chữ. Và thế là Hellboy trả lời, này cái thứ ở thế giới bên kia, hãy thả cho cô ấy đi. Tại nếu cô ấy không đi thì tao sẽ qua bên đấy, và mày sẽ phải hối tiếc. Thế à, xến đấy. Cơ mà có vẻ là nó hiệu quả nên thôi cũng được. Và có vẻ là nó không chỉ hiệu quả lên ác quỷ mà còn hiệu quả trong cả việc cưa gái. Bằng chứng là Liz hôn Hellboy, trong khi đặc vụ John giờ đứng đấy như cái bóng đèn, độc thoại về việc bạn anh, Hellboy, là minh chứng rõ ràng nhất của việc thứ làm nên một con người không phải là xuất thân,
mà là những lựa chọn mà anh ta chọn. Well, nếu tôi bị thua tâm phục khẩu phục trước thằng bạn tôi thế này thì tôi cũng sẽ đi làm triết gia. Và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong Hellboy. Tôi cắn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.